Viên, thủ đô của nước Áo, được mệnh danh là thành phố âm nhạc của thế giới, trái tim của dòng nhạc cổ điển châu Âu. Lịch sử của thành phố bên bờ sông Danube này còn thể hiện qua những công trình mang phong cách đa dạng, lộng lẫy đến choáng ngợp như chỉ có trong cổ tích. Quần thể cung điện Belvedere nguy nga tráng lệ là điểm đến không thể bỏ qua trên hành trình du ngoạn xuôi theo dòng chảy Danube êm đềm. Xây dựng từ thế kỷ 12, thánh đường Stephen là biểu tượng của thủ đô nước Áo và kiến trúc Gothic. Công trình kỳ vĩ này gồm giáo đường và tháp chuông đặc trưng cho kiến trúc Gothic với những tòa tháp cao hơn 120 mét. Được mệnh danh là nơi lịch sử và hiện đại cùng tồn tại song song, Viên còn là nơi khởi sinh những phong cách kiến trúc đương đại trên thế giới. Công trình này là tuyệt tác của kiến trúc sư vĩ đại Otto Wagner. Nó được xem là bộ mặt của trường phái Art Nouveau. Và không thể bỏ qua hàng nghìn tác phẩm hội họa còn đang được bảo tồn tại Viên. Từ nơi đây, những trường phái nghệ thuật đương đại đã ra đời. Cảm hứng từ một thành phố cổ tích, ngai vàng của nghệ thuật và cái đẹp sẽ được tái hiện bên bờ vịnh di sản trong một ngày không xa. Xin chào ông Virai và xin được cảm ơn ông đã dành thời gian tham gia cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Và trước tiên thì ông có thể chia sẻ về lý do khiến ông quyết định hợp tác với Sun Group trong dự án lần này ạ? Trước tiên phải nói rằng tập đoàn Sun Group là khách hàng tốt nhất mà tôi từng cộng tác tại Việt Nam. Loại hình dự án này rất tốt, các cán bộ của tập đoàn làm việc rất chuyên nghiệp và tôi cảm thấy rất vui và phấn khích khi có cơ hội được làm việc cùng tập đoàn. Tôi chưa thể hình dung ra khách hàng nào làm việc tốt hơn tập đoàn Sun Group. Tôi đã có những trải nghiệm làm việc thật tuyệt vời, đặc biệt ở Việt Nam. Có thể thấy rằng bề dày lịch sử và văn hóa phương Tây thì luôn được phản chiếu trong không gian đặc trưng của mỗi đô thị tại châu Âu. Vậy Shophouse Europe sẽ tái hiện không gian đó qua những hạng mục cảnh quan đặc sắc nào? Tôi cho rằng chúng tôi đang cố gắng áp dụng cách tiếp cận thiết kế phong cảnh. Chúng tôi gọi là cách tiếp cận văn hóa quốc gia. Ý tưởng của cách tiếp cận văn hóa quốc gia được thể hiện ở chỗ chúng tôi chịu nhiều ảnh hưởng của văn hóa địa phương. Đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam có lịch sử và văn hóa rất đa dạng, phong phú. Các vùng miền khác nhau trên đất nước Việt Nam có những đặc điểm lịch sử khác nhau. Chúng tôi cảm nhận được người Pháp và người châu Âu đã để lại nhiều ảnh hưởng tại nhiều địa phương khác nhau ở Việt Nam. Từ quan điểm đó, tôi nghĩ sẽ là ý tưởng có 102 khi thiết kế để trải nghiệm các không gian công cộng, đặc biệt trong khu vực Shophouse, nhà phố thương mại. Vâng, và một lần nữa thì tôi thấy ông nhắc lại cụm từ văn hóa quốc gia và đó luôn là điểm đầu tiên mà chúng ta cần tôn trọng và giữ gìn, đúng không ạ? Đúng vậy. Như tôi thấy thì trong thiết kế của ông có những bồn phun nước lớn, những mái vòm độc đáo. Điều gì ở dự án Sun Plaza Grand World hay là những trải nghiệm của bản thân đã mang lại cảm hứng để ông có thể đưa được những thiết kế cảnh quan như vậy? Nếu bạn nhìn xung quanh, bất kỳ không gian công cộng nào bạn đi qua, nhiều khi bạn thấy mình cần có một không gian để đi dạo, thưởng lãm cảnh quan, thư giãn. Và bạn biết rồi đấy, ngày nay ai cũng dùng điện thoại di động và ai cũng thích chụp ảnh selfie rồi đăng ảnh lên Instagram. Cho nên bạn cần thiết kế những không gian có đặc điểm như vậy, nơi bạn có thể tận hưởng vẻ đẹp và tính nghệ thuật trong thiết kế. Và bạn cũng có thể chụp ảnh selfie và đăng lên Facebook, Instagram và những mạng xã hội khác hoặc các công cụ lưu trữ hình ảnh quan trọng khác. Thực ra trong thiết kế của chúng tôi đã cố gắng tạo ra những điểm chuyên để chụp ảnh selfie. Đó là những điểm nhấn tạo ra giá trị gia tăng đặc biệt trong dự án của chúng tôi để mọi người tận hưởng không gian và có thời gian nghỉ ngơi vui vẻ. Cũng là những bức tượng đá, đài phun nước, con đường nội khu được ốp đá, phong cách thiết kế châu Âu sẽ tạo ra sự khác biệt như thế nào so với các trường phái khác ạ? Thực tế là Việt Nam, về mặt lịch sử, có sợi dây liên kết rất chặt chẽ và gần gũi với châu Âu. Và ý tưởng ở đây nhìn vào quá khứ lịch sử đó của Việt Nam và áp dụng một số đặc điểm lấy từ sợi dây kết nối gần gũi đó để áp dụng vào khung cảnh hiện đại ngày nay.
bạn có thể hòa mình vào khung cảnh văn hóa, lịch sử, đồng thời thưởng ngoạn môi trường ngoài trời. Và ông cảm thấy tâm đắc nhất với điểm gì trong thiết kế lần này của mình, và qua đó thì ông muốn truyền tải điều gì ạ? Dự án này phản ánh cách thức thế giới chúng ta đang đổi thay. Ngày nay, điều quan trọng là mọi người có thể thưởng ngoạn và thưởng thức thời gian nghỉ ngơi trong không gian ngoài trời. Và điều quan trọng là bạn cần làm cho không gian ngoài trời đó an toàn, nơi mọi người có thể đi dạo, trẻ con có thể chơi đùa và mọi người có thể ngồi ngoài trời uống tách cà phê trong một môi trường thư giãn, dễ chịu. Tôi nghĩ rằng điều đó rất quan trọng. Để có thể hoàn thiện bản thiết kế có thể nói là rất kỳ công cho dự án Shophouse Europe thì chắc chắn là những chuyên gia đẳng cấp thế giới của One Landscape đã phải vô cùng vất vả với hàng trăm ý tưởng và mẫu thiết kế. Vậy thì khó khăn lớn nhất của ông trong dự án lần này là gì? Và ông có thể chia sẻ với chúng tôi một kỷ niệm đáng nhớ nhất của mình trong dự án này. Có một lần tôi đọc được thông tin quảng cáo về Beautiful Constraints, cuốn sách giúp cho bạn có một cái nhìn khác về sự hạn chế và cách để đối mặt với những tình huống khó khăn và khéo léo biến những khó khăn đó thành lợi thế cho mình. Do vậy, nếu nói về khó khăn, thì đối với tôi, đó chính là giao thông. Chị biết đấy, mỗi lần nói tới các khu vực Shophouse, nhà phố thương mại, chúng ta phải để tâm tới vấn đề giao thông di chuyển ra sao và làm thế nào chúng ta thiết kế các khu vực vui chơi công cộng hài hòa với các luồng giao thông di chuyển. Và khi chúng ta thiết kế khu vực công cộng thì ưu tiên hàng đầu phải dành cho người đi bộ và tạo đủ không gian thoải mái cho người đi bộ. Đó là một thách thức đối với chúng tôi, tạo ra một khu vực mà ở đó bảo đảm sự di chuyển hợp lý của xe cơ giới, nhưng tập trung nhiều hơn và ưu tiên hơn cho việc di chuyển cho người đi bộ. Không phải tạo ra đường thẳng mà tạo ra đường hơi rích rắc một chút để chúng ta có thể làm cho giao thông lưu chuyển chậm lại và bảo đảm rằng trẻ em, bố mẹ và ông bà cảm thấy rằng đó là một môi trường rất an toàn. Vâng, và khi đã vượt qua được những khó khăn đó thì chắc hẳn là chúng ta cũng có rất nhiều điều đáng nhớ, những kỷ niệm khó quên đúng không ạ? Và ông có thể chia sẻ với chúng tôi một trong số đó. Tôi nghĩ rằng tôi có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ khi làm việc với tập đoàn Sun Group trong dự án thú vị và tuyệt vời này. Một trong những kỷ niệm lớn nhất là đi xuống thực địa, công trường, bởi vì khu vực Shophouse, nhà phố thương mại ở Hạ Long nằm trong một khu vực tuyệt vời. Do vậy, đi xuống thực địa, làm việc cùng các chuyên gia của Sun Group và bàn thảo về các ý tưởng thực hành dự án này thực sự là một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất trong thời gian tôi làm việc cho dự án này. Và những kỷ niệm đáng nhớ khác là làm việc với nhóm chuyên gia của dự án, đề xuất và chia sẻ các ý tưởng. Nhìn chung, tôi nghĩ rằng dự án luôn tạo ra sự hứng khởi cho bất kỳ một chuyên gia tư vấn nào khi họ có cơ hội làm việc với nhóm chuyên gia của Sun Group, vì đó là một tập thể làm việc rất khăng khít, chuyên nghiệp, tâm đầu ý hợp với nhau. Tôi thực sự là thành viên trong một ekip làm việc chuyên nghiệp, nên mọi người thảo luận đi, thảo luận lại rất nhiều ý tưởng, và điều này làm cho quá trình thiết kế rất đa dạng, sôi động, và làm cho tất cả mọi người tham gia đều cảm thấy hài lòng. Như chúng ta đều biết thì Vịnh Hạ Long là một trong những di sản thiên nhiên của thế giới. Vậy thì ông đã có những cảm xúc gì để có thể hòa hợp cảnh quan châu Âu trong không gian di sản này để tất cả những ai đến đây thì có thể cảm nhận được trọn vẹn cả hai không gian trên? Tôi nghĩ rằng một trong những ý tưởng then chốt nằm ở khung cảnh ngoạn mục có 102 của Vịnh Hạ Long. Bạn có thể nhìn thấy cảnh sắc tuyệt vời này, đồng thời bạn cảm nhận được ý nghĩa của những địa danh lịch sử, cảnh đẹp, văn hóa, thiên nhiên trong lành và môi trường rất thanh bình, an toàn. Quay trở lại ý tưởng về văn hóa quốc gia, bạn có phong cảnh, thiên nhiên và ý tưởng về văn hóa và lịch sử châu Âu. Do vậy, tất cả các yếu tố này quy tụ để tạo ra một môi trường tổng thể và điều này hài hòa hóa cả không gian châu Âu với không gian của Vịnh Hạ Long. Và đó cũng là cách chúng tôi tiến hành thiết kế. Như tôi đã nói với chị, cách tiếp cận của chúng tôi là văn hóa quốc gia. Chúng tôi kết hợp nhiều yếu tố khác nhau và tạo ra một trải nghiệm tổng thể và mãn nhãn cho tất cả du khách đến đây và thưởng ngoạn dự án của Sun Group. Xin cảm ơn ông với cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Tôi rất vui được tham gia vào cuộc phỏng vấn. Xin cảm ơn. Khởi nguồn từ câu chuyện người đi tìm giấc mơ trên hải trình tới miền đất hứa. Chào đón kỳ quan kiến trúc Shophouse Europe, tái hiện thủ đô âm nhạc và kiến trúc Vienna Áo trên nền di sản hàng triệu năm tuổi tại tọa độ vàng độc nhất mặt đường Hạ Long. Cả châu Âu hoa lệ hiện ra với con đường tơ lụa Silk Road tấp nập giao thương, đại lộ ánh sáng Élysée hay lễ hội bốn mùa sôi động L'Opéra là mắt xích vàng son hoàn chỉnh hệ sinh thái Sun Group tại Hạ Long.
Shop House Europe Sun Plaza Grand World, miền đất của những giấc mơ.